Xin mến chào quý vị khán giả và các bạn. Hôm nay thì em lại đang có mặt tại thôn Bình Than, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, thăm và review cái căn biệt thự nhà vườn mái Nhật 2 tầng ở quê. Nhà vườn mái Nhật 2 tầng nhỏ bé xinh xắn, một ngôi nhà chung, ngôi nhà báo hiếu, ngôi nhà một chốn đi về của anh chị cũng như là cô chú sinh sống ở trong Sài Gòn về nhà, về quê xây căn nhà vườn mái Nhật một chốn đi về cho bố mẹ ở quê đó. Em xin chia sẻ để quý vị khán giả và các bạn cùng xem. Mẫu này là do bên em tư vấn phong thủy và thiết kế vào cuối năm ngoái, xin lỗi quý vị khán giả và các bạn, vào tháng giêng năm 2023, và hôm nay là đầu tháng 6 âm. Em lại xuống review lại cho quý vị khán giả và các bạn cùng xem. Với cái thửa đất rất là nhỏ đó, bên này thì lại của một người xuất nữa, và cái mảnh đất nhỏ như thế này, anh em trong gia đình cũng như là đội tư vấn phong thủy thiết kế của bên em đã đưa ra cái phương án làm căn nhà vườn 2 tầng nhỏ xinh đó. Như quý vị nhìn thấy, cái bề ngang của ngôi nhà là 8 và cái chiều sâu từ cái điểm đầu tiên với đi điểm cuối cùng của ngôi nhà là 12 đó. Căn nhà vườn mái Nhật 2 tầng, 4 phòng ngủ, có diện tích 8 x 12. Đó, cái bề ngang này 8 và chiều sâu là 12. Ở đây ạ, đó. Với cái diện tích nhỏ như thế này, nhiều bạn ở quê cũng rất thích nhà vườn xây một tầng. Nhưng khi chúng ta xây một tầng lên, ngôi nhà của chúng ta rất là bí và hẹp. Ở đây thì đã được tư vấn nên cái mẫu 2 tầng, nó vừa tạo cái khoảng thoáng cho ngôi nhà, vừa tối ưu nhất cái không gian trong ngôi nhà. Và trong cái điểm mạnh của ngôi nhà này là có một cái mặt hồ, mặt chiêu ở trước nhà, rất là thoáng mát đó, thì quý vị nhìn thấy. Giờ mời các bạn cùng em vào thăm cái công năng bên trong đó. Khoảng sảnh của chúng ta là cái mặt tiền của chúng ta hạn chế, cái sân của chúng ta hạn chế, nó là thụt bậc sảnh đó, và thiết kế 3 bậc đó. Và khoảng tim cột của chúng ta là 3,5 m. Mời các bạn cùng em vào sâu trong bên trong ngôi nhà. Cái trong ngôi nhà đó là nội minh đường kết hợp với phòng thờ đó. Con chào ông. Ông ơi, cho con hỏi chút, từ lúc anh em con đến tư vấn đến bây giờ, ông thấy căn nhà của mình có hài lòng không ông? À, bản thân tôi hài lòng. Vâng, có nhiều người có khen chê gì không ông? Không thấy chê mấy. Dạ vâng ạ. Còn mỗi cái chê là chê trên mái, cái họ nhìn xa là không biết là mắt họ thế nào không biết, nhưng mà cái mái đó thì nó do cái người mà như vậy là người ta thiết kế cái độ cao của mái, mà nó cái mái này khác cũng có vài người. Vâng vâng ạ, chào cảm ơn ông ạ. Chứ còn dưới này không thấy chê. Vâng ạ. Đó, ngôi nhà rất là nhỏ thôi quý vị ạ, nhưng được không gian được vay mượn được tối ưu. Và đây là cái vị trí phòng ăn. Đó, chỗ này để bộ bàn ghế to phòng ăn và được kết nối sang cái không gian một chút đất cũ. Cái công trình này là nó là chỉ liền kề với nhà thôi ạ, chứ không phải là nó liên quan đến ngôi nhà đó. Để giảm chi phí tối thiểu cho ngôi nhà thì đây là những cái công trình nối vào ngôi nhà đó, và vẫn còn một cái lối đi phụ bên kia. Và không gian dưới này chúng ta có cầu thang, phòng thờ và một phòng ngủ đó. Và đây là một phòng ngủ đó, phòng ngủ này có diện tích khoảng 13 m² đó, và được mở hai cái cửa sổ lớn hai bên, hai cái cửa sổ nhỏ ở hai bên đầu giường. Tuy nhiên cái giường này chủ nhà đã kê nó hơi sai vị trí đó, chuẩn là cái đầu giường của chúng ta phải vào giữa hai cái ô này. Và trong tầng 1 này chúng ta có một nhà vệ sinh khép kín. Giờ mời các bạn cùng em lên tầng 2 đó. Đây, những cái điểm này là các bác thợ đã làm sai rồi, các bác không ốp âm tường cho em rồi đó. Ngôi nhà này là ngôi nhà chung, ngôi nhà một chốn đi về, mà đã tuy diện tích nhỏ, chi phí thấp, nhưng được tối ưu cái không gian, được vay mượn cái không gian. Ở đây trên cái tầng 2 là chúng ta có một cái phòng ngủ bằng cái diện tích ở cái tầng dưới đó, là phòng ngủ số 2 em xin giới thiệu. Và cái trục vệ sinh thì được đồng trục với căn tầng dưới, tầng 1 đó. Vệ sinh chúng ta lên thiết kế được như thế.
và phòng ngủ số 3. Đó, và đây em xin giới thiệu phòng ngủ này, phòng ngủ số 3. Đó, phòng ngủ này có diện tích khoảng 14 m². Và đây là cái không gian sinh hoạt chung của cái tầng 2, cũng như những lúc gia đình có công có việc, anh em về đông, con cháu về đông. Chỗ này là chỗ sinh hoạt chung, phòng khách chung của cái tầng 2. Đó, em xin giới thiệu với các bạn. Đó, và mở cửa chính của ngôi nhà ra cũng là cái sảnh, cái dàn mưa ở đây. Rất là thoáng mát ạ. Em ở đây lên đây như là bật điều hòa rồi. Đó, cái view rất là đây. Và tổng cái chi phí của cái ngôi nhà này, như chú chủ nhà chia sẻ, cả nội thất sắm sửa được đến như giờ phút này là rơi vào 1.2 tỷ. Xin cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem những cái chia sẻ của em. Nếu các bạn quan tâm đến tư vấn phong thủy, quan tâm đến thiết kế, quan tâm đến những cái mẫu nhà có sẵn, xin hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình, em sẽ chia sẻ. Và bạn nào có nhu cầu thiết kế mới xin gọi điện, em cùng chuyên gia phong thủy sẽ đến giúp quý vị khán giả và các bạn hoàn thành ngôi nhà đẹp. Em xin chân thành cảm ơn. Và một lần nữa em xin được chúc các bạn sức khỏe và kiếm thật nhiều tiền, xây cho mình được những ngôi nhà, mẫu nhà đẹp ưng ý. Trong cái clip này em xin được kết thúc tại đây ạ. Xin chào và hẹn lại các bạn lần sau.